Mai Bình sinh bệnh từ chức trở về nhà. Nhà ông ở Quảng Lăng, một thời gian ông ở nhà một người thân cách nhà chưa đầy 200 dặm. Ngày nọ, Khoa Đà tình cờ đến nhà. Chủ nhà thỉnh cầu Khoa Đà xem xét tình trạng bệnh của Mai Bình. Khoa Đà nói với Mai Bình, nếu bác tìm đến tôi sớm một chút, có lẽ bệnh không đến mức này. Hiện tại, bệnh của bác đã vào rất sâu. Hãy mau chóng trở về nhà, gọi người nhà đến diện kiến. Năm ngày sau, e tính mạng bất bảo toàn. Mai Bình nhanh chóng về nhà. Năm ngày sau đó, Mai Bình khí tuyệt. Hết thảy đều với Khoa Đà đã nói, không sai một ly. Tu luyện ngày càng thâm sâu, Khoa Đà dần dần lý giải được rằng người tu luyện vì xuất tâm từ bi có thể giúp người trị bệnh, nhưng không thể hoàn toàn trị bệnh tận gốc. Thường chỉ có thể đẩy lùi bệnh về sau, tạm thời giải quyết nỗi thống khổ do bệnh tật mà thôi. Khoa Đà có công năng túc mệnh không, biết rõ sinh tử có mệnh. Có rất nhiều bệnh là do nhân duyên nghiệp lực. Nghiệp bệnh đời này có thể hoàn trả nợ nghiệp từ kiếp trước. Đó không phải là chuyện xấu. Chẩn trị của liệu pháp y học có khi là không cần thiết. Do đó, ông bắt đầu ít tích cực hơn trong việc chữa trị cho bệnh nhân và cũng coi nhẹ danh lợi được mất của nghề y. Trong ghi chép của sử truyền có một y án là một ví dụ rất có tính biểu tượng. Một sĩ đại phu thân thể không khỏe, Khoa Đà nói rằng bệnh của bác đã rất sâu rồi, phải mổ bụng trị liệu. Tuy nhiên, thọ bệnh của bác vẫn còn 10 năm. Hiện tại bệnh này sẽ không lấy mạng bác. Nếu bác có thể nhẫn nại 10 năm thì thọ mệnh của bác cũng vừa hết. Vì duyên cố này, bác không nhất định phải mổ bụng. Từ lý ở cao tầng mà xét, chịu đau bệnh có thể hoàn trả nghiệp lực, đó là điều tốt. Nhưng vị sĩ đại phu này không muốn nhẫn chịu sự đau đớn và ngứa gáy trên cơ thể, và hẳn là ông ấy không thể lý giải lời của Khoa Đà, muốn ông ấy phải chịu đựng thống khổ bệnh tật trong 10 năm. Do đó, ông nhất định yêu cầu phải phẫu thuật trừ bệnh. Khoa Đà đành mổ bụng chữa trị. Bệnh tình nhanh chóng bình phục, triệu chứng bề mặt rõ ràng tiêu trừ. Nhưng 10 năm sau, ông ta quả thực đã chết. Khoa Đà đồng tụ với người đồng khương là Tào Tháo sau khi Tào Tháo chiếm được Nghiệp Thành. Tào Tháo đối với tu đạo dưỡng sinh thập phần hứng thú, nên đã bắt đầu chiêu mộ một số lượng lớn những người tu luyện danh tiếng đến Nghiệp Thành. Khoa Đà là một trong số đó.